Mến chào tái ngộ quý ông bà, cô chú và quý khán thính giả thân thương, thương đang xem chương trình thời sự Hoa Kỳ do Emily và Cộng sự thực hiện. Kính chúc quý vị tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc. Trước khi bắt đầu chương trình, rất mong quý vị hãy dành cho MC và ban biên tập một lời yêu thương bằng cách bấm đăng ký kênh để ủng hộ Emily và Cộng sự. Và sau chương trình, xin quý vị hãy chia sẻ những nội dung hấp dẫn này đến với nhiều người hơn để cùng nhau tạo nên một cộng đồng ủng hộ Tổng thống Trump năm 2024. Trở lại chương trình hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Tìm công lý cho Stephen Bannon, đảng Cộng hòa tại Hạ viện khoan tất bản án cho Bộ trưởng Tư pháp tham nhũng Maurice Garland. Donald Trump mở tiệc ăn mừng khi nhận về hàng trăm triệu đô la cho chiến dịch tranh cử tiếp theo. Và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, sau nhiều tháng dằn co để buộc tội Bộ trưởng Tư pháp Maurice Garland vì tội khinh thường quốc hội, Đảng Cộng Hòa cuối cùng cũng đã đi tới bước cuối cho tiến trình luận tội này. Thành công này diễn ra chỉ sau một hôm khi cựu chiến lược gia trưởng Tòa Bạch Ốc và cố vấn cấp cao của Tổng thống thời Trump, ông Steve Bannon, chính thức thủ án 4 tháng tù vì cùng một tội danh giống như Morris Garland mà phe Dân Chủ đã áp đặt cho ông tội khinh thường quốc hội. Khác với Maurice Garland, ông Biden tự hào gọi mình là tù nhân chính trị trong tay tham nhũng chính trị từ Nancy Pelosi và Biden. Trong suốt cuộc chiến pháp lý với Bộ Tư pháp được vũ trang, Tổng thống Trump đã thể hiện sự ủng hộ hoàn toàn của mình đối với Biden, người đã lên tiếng về việc ngược đãi những người ủng hộ Trump, những người đã bị giam giữ một cách bất công vào ngày 6 tháng 1. Hệ thống tư pháp bị phá vỡ và những người bảo thủ vẫn kiên định với Benin trước khi ông thủ án tù tại một cuộc họp báo. Thưa quý vị, về phía ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp Tham Nhũng, cụ thể vào hôm thứ Hai, thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện Rob Norman cho biết, Ông tin tưởng đảng Cộng hòa đã giành đủ số phiếu để buộc tội Tổng trưởng lý Maurice Garland về tội coi thường quốc hội. Vào tháng trước, dân biểu Anna Paulina Luna đã thông báo cho các nhà lập pháp đồng nghiệp về ý định đưa ra nghị quyết buộc cảnh sát trưởng Hạ viện phải bắt giữ Tổng trưởng lý Maurice Garland và đưa ông ra trước viện cấp dưới. Theo sự khinh miệt cố hữu, cá nhân đó sẽ bị đưa ra trước tòa án của Hạ viện bởi trung sĩ vũ khí, bị xét xử bởi cơ quan này và sau đó có thể bị giam giữ tại Điện Capitol hoặc DC. Quy trình này chứng minh mức độ nghiêm trọng mà quốc hội xem xét đối với hành vi không tuân thủ và hậu quả tiềm tàng đối với những người từ chối hợp tác. Luna nhấn mạnh thêm rằng, lựa chọn duy nhất để đảm bảo tuân thủ lệnh triệu tập của chúng tôi là sử dụng thẩm quyền hiến định của chúng tôi về sự khinh thường cố hữu. Bà cũng tiết lộ kế hoạch triệu tập nghị quyết buộc Tổng trưởng lý Maurice Garland phải chịu sự khinh thường cố hữu đối với quốc hội trong những ngày tới và kêu gọi các đồng nghiệp bỏ phiếu thuận hôm thứ tư tuần trước dân biểu luna đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc với galen yêu cầu ông này phải nộp các băng ghi âm theo yêu cầu cho đến sáng thứ sáu nếu không sẽ phải đối mặt với án tù bà cho biết tại sao tổng trưởng lý người được cho là người đứng đầu tất cả các cơ quan thực thi pháp luật lại có thể được ưu tiên galen vẫn còn thời gian để thực hiện yêu cầu này chúng tôi yêu cầu ông ấy mang băng ghi âm đến hạ viện và cho chúng tôi nghe nhưng trong trường hợp ông ấy không làm vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục triệu tập động thái đặc quyền về sự khinh miệt cố hữu lên sàn vào sáng thứ Sáu. Tuy nhiên, thay vì đưa ra động thái đặc quyền về hành vi khinh thường cố hữu vào thứ Sáu, nhân biểu Luna đã đề xuất một nghị quyết áp dụng mức phạt 10.000 đô la mỗi ngày đối với Galen cho đến khi ông tuân thủ. Zahil đưa tin rằng nghị quyết mới của Luna được đưa ra khi bà phải đối mặt với sự phản đối của GOP đối với đề xuất bắt giữ và giam giữ Garland của bà. Dân biểu Luna xác nhận rằng đề xuất bắt giữ và giam giữ Garland không có đủ số phiếu để thông qua. Thưa quý vị, tưởng chừng đảng Cộng hòa đã hụt hơi, nhưng không. Tình thế đã xoay chuyển. Bây giờ với sự tự tin mới, dân biểu Norman khẳng định rằng đảng đã tập hợp đủ số phiếu cần thiết, mặc dù chúng tôi dự đoán sẽ thông qua nghị quyết này mà không có sự ủng hộ của đảng Dân Chủ. Nhưng sự cam kết hàng ngũ của chúng tôi sẽ giúp chúng tôi vượt qua. Norman bình luận trong lần xuất hiện trên chương trình truyền hình Just the New, No Noise. Ông ca ngợi sự kiên trì và kế hoạch chiến lược của Luna trong hai năm qua. Tôi rất vui vì dự luật đã tiến xa như vậy. Luna đã làm việc về vấn đề này trong hơn 2 năm để làm cho đúng, để đảm bảo rằng cô ấy có được một hình thức phù hợp giúp Hạ viện thông qua và hoàn thành luận tội Morris Garland. Trong một bài đăng trên X, dân biểu Luna viết, Steve Bannon lại trở thành một tù nhân chính trị khác của chế độ Biden. Bộ Tư pháp đã chứng minh sự sẵn sàng vô song trong việc giam giữ những kẻ thù chính trị của mình. Quốc hội phải chế ngự Bộ Tư pháp được vũ khí hóa này và điều đó bắt đầu bằng việc coi thường Morris Garland. Luna xác nhận trên X rằng cô có kế hoạch kêu gọi bỏ phiếu vào tuần tới. Việc bỏ phiếu cho sự khinh miệt cố hữu đối với Tổng trưởng lý Morris Garland sẽ được đưa ra thảo luận trong tuần họp sắp tới với sự ủng hộ hoàn toàn từ Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson phiên bản kinh miệt cố hữu này sẽ trở thành thông lệ chuẩn mực đối với những người tìm cách phá hoại quốc hội như một nhánh chính phủ bình đẳng. Donald Trump mở tiệc ăn mừng khi nhận về hàng trăm triệu đô la cho chiến dịch tranh cử tiếp theo. Kính thưa quý vị, chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump cho biết họ đã bất ngờ được hàng trăm triệu đô la mà không cần tốn tiền quảng cáo để gây quỹ. Đây dường như là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử Hoa kỳ. Thông thường, các đảng đối lập sẽ đủ hàng chục triệu đô la tiền quảng cáo để vừa gây quỹ tranh cử và vừa vận động tranh cử, và đảng Cộng hòa cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, với Donald Trump trong thời điểm này lại là một điều rất đặc biệt. Số tiền ông nhận về trong một tháng qua còn vượt xa so với 3 tháng gây quỹ liên tục của ba ông tổng thống đảng Dân Chủ, Clinton, Obama và Joe Biden. Điều này chứng tỏ rằng Donald Trump đã được đa số dân Mỹ lựa chọn. Cụ thể số tiền mà Team Trump đã huy động được lên tới 331 triệu đô la từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024, vượt qua con số 264 triệu đô la mà chiến dịch tranh cử của Biden và Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ huy động được trong 3 tháng qua. Và chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống nhấn mạnh rằng tính đến cuối tháng 6, họ có 284,9 triệu đô la trong ngân quỹ so với 240 triệu đô la của Biden. Biden đã huy động được 127 triệu đô la trong đợt gây quỹ vào tháng 6, vượt qua con số 111,8 triệu đô la mà Tổng thống Trump huy động được vào tháng trước. Chris LaCivita và Susie Willett, đồng quản lý chiến dịch của cựu Tổng thống Trump, nhấn mạnh trong một tuyên bố. Hoạt động gây quỹ cho chiến dịch của Tổng thống Trump đang phát triển mạnh mẽ từng ngày, từng tháng. Chiến thắng trong quý này mang lại cho chúng tôi lợi thế về tiền mặt, nhưng lại bị ảnh hưởng bởi tỷ lệ đốt tiền của Biden tăng lên, trong khi không mang lại kết quả hữu hình nào cho họ. Báo cáo tiền mặt của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump và Biden được công bố khi chiến dịch của Tổng thống cố gắng lật ngược kịch bản về câu chuyện tàn khốc xuất hiện trong cuộc tranh luận đầu tiên vào tuần trước. Thưa quý vị, Biden, người ở tuổi 81 là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử quốc gia, đang phải đối mặt với chặng đường khó khăn nhất trong nỗ lực giành nhiệm kỳ thứ hai tại Tòa Bạch Ốc. Sau bài phát biểu ngập ngừng và trả lời lúng túng của ông tại cuộc tranh luận, đã gây ra sự hoảng loạn lan rộng trong đảng Dân Chủ và thúc đẩy các lời kêu gọi từ các chuyên gia chính trị. Các cây bút biên tập vào một số quan chức được bầu của đảng và các nhà tài trợ để Biden từ chức khỏi vị trí người cầm cờ của đảng năm 2024. Một phần đáng kể trong số tiền quyên góp được của Biden vào tháng 6 đã được quyên góp tại một buổi gây quỹ toàn sao ở Los Angeles với cựu tổng thống Obama, những người nổi tiếng của Hollywood là Josh Clooney và Julia Roberts, và người dẫn chương trình trò chuyện đêm khuya trên truyền hình Jimmy Kimmel. Chiến dịch cho biết sau sự kiện rằng họ đã lập kỷ lục gây quỹ mới của đảng Dân Chủ, với số tiền quyên góp được cho là 30 triệu đô la. Mặc dù Biden và DNC đã dẫn trước số tiền gây quỹ so với Tổng thống Trump và Ủy ban Quốc gia Cộng hòa vào đầu năm nay, nhưng Trump và RNC đã nhanh chóng xoay chuyển tình thế dẫn đầu hồi tháng Tư. Vào tháng 5, chiến dịch tranh cử của Trump và RNC, một phần được thúc đẩy bởi được gây quỹ tăng đột biến sau phán quyết có tội lịch sử của cựu Tổng thống trong phiên tòa hình sự của ông, đã thu về tổng cộng 141 triệu đô, dễ dàng vượt qua Biden và DNC. Việc gây quỹ cùng với tham dò ý kiến công chúng là một thước đo quan trọng được sử dụng để đánh giá sức mạnh của ứng viên và chiến dịch của họ. Tiền gây quỹ có thể được sử dụng để xây dựng các hoạt động tiếp cận cơ sở và vận động bỏ phiếu, nhân sự, đi lại và quảng cáo cùng với nhiều hoạt động khác. Thưa quý vị, chiến dịch của Biden đã sử dụng tiền của mình để xây dựng những gì có vẻ là một hoạt động tranh bộ rất đáng gờm ở các tiểu bang chiến trường quan trọng và đã công bố hai tuần trước rằng họ đã thuê nhân viên thứ 1.000 và đã mở hơn 200 văn phòng phối hợp ở các tiểu bang giao động. Chiến dịch của Biden có lợi thế lớn về mặt tổ chức so với chiến dịch của Trump khi nói đến hoạt động tiếp cận cơ sở và các nỗ lực vận động bỏ phiếu trên bộ ở các tiểu bang có khả năng quyết định kết quả của cuộc tái đấu bầu cử. Nhưng chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump lại cho rằng nhóm của Biden đã lãng phí tiền bạc. Mặc dù Biden đã chi gần 120 triệu đô la chỉ riêng cho truyền hình, cáp, radio, nhưng các cuộc thăm dò và sự nhiệt tình của cử tri vẫn tiếp tục tăng lên đối với Tổng thống Trump. Động lực gây quỹ này có khả năng sẽ còn tăng hơn nữa khi chúng ta tiến vào một đại hội tầm cỡ thế giới và chứng kiến đảng Dân Chủ tiếp tục đội sự bắn luân phiên sau khi cuộc tranh luận của Biden thất bại. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin ngày hôm nay do Emily và Cộng sự thực hiện. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng hàng ngày trên kênh BTV E-Post Time.